Số ca mắc Covid-19 liên tục giảm mạnh, liệu Hà Nội đã vượt qua đỉnh dịch? Mấy ngày gần đây, số ca mắc Covid-19 tại Hà Nội đang có dấu hiệu hạ nhiệt, giảm theo từng ngày. Cụ thể, nếu như ngày 16 tháng 3, toàn thành phố ghi nhận hơn 26.000 ca mắc Covid-19, thì những ngày sau lần lượt giảm từ 25.000, rồi xuống hơn 23.000, đặc biệt là vào ngày 18 tháng 3. Với việc ghi nhận số ca mắc như vậy, Hà Nội liệu đã vượt qua đỉnh dịch hay chưa? Các cơ sở y tế tại Hà Nội đang đáp ứng điều trị như thế nào? Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với báo chí, Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Bùi Hải, Phó giám đốc Bệnh viện điều trị người bệnh Covid-19 Đại học Y Hà Nội cho hay, hiện tại bệnh viện đang điều trị cho 100 bệnh nhân Covid-19, trong đó có 30-40% bệnh nhân nặng. Tại bệnh viện đã giảm 50% số lượng bệnh nhân, từ số ca bệnh nhân đang điều trị giảm cho thấy Hà Nội đã vượt qua đỉnh dịch. Đây là tín hiệu đáng mừng, ông Hải cho hay. Theo ông Hải, với tình hình bệnh nhân điều trị Covid-19 như hiện nay, bệnh viện đã rút từ 200 nhân viên y tế xuống còn 120 người tham gia điều trị. Trao đổi với báo chí về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Lan Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn cho hay, hiện tại bệnh viện đang điều trị cho khoảng 100 bệnh nhân F0, giảm 2/3 so với thời kỳ đỉnh dịch Covid-19. Số lượng bệnh nhân điều trị Covid-19 tại bệnh viện chúng tôi giảm nhiều, có thể nói Hà Nội tạm thời qua đỉnh dịch, còn đợt nào nữa chưa thể biết được. Bệnh nhân nặng ít, giảm tải cho lực lượng y tế, bà Hương nhấn mạnh. Đồng quan điểm trên, ông Nguyễn Anh Tuấn, trưởng phòng y tế quận Nam Từ Liêm cho hay, hai tuần trở lại đây số ca nhiễm Covid-19 đang có xu hướng giảm. Ông Tuấn đưa ra phán đoán đỉnh dịch Covid-19 tại Hà Nội xảy ra cách đây khoảng 10 ngày trước, đang có dấu hiệu đi xuống và xuống khá mạnh. Theo ông Tuấn, tại quận Nam Từ Liêm, thời điểm đỉnh dịch có những ngày tới 2.000 đến 3.000 ca, thì nay còn xuống 500 đến 700.000 ca trên toàn quận, giảm khoảng 70% so với thời kỳ đỉnh điểm. Trao đổi với báo chí, lãnh đạo CDC Hà Nội cho hay thành phố đã qua đỉnh dịch Covid-19. Nếu như cách đây 2 tuần đường phố vắng vẻ người tham gia giao thông, thì tuần này số lượng người ngoài đường đông. Bên cạnh đó, số người làm việc tại các cơ quan tăng nhiều so với những tuần trước. Số nhiễm ít hơn số khỏi bệnh, tức Hà Nội đã vượt qua đỉnh dịch Covid-19. Thời gian qua, ngành y tế đã cố gắng hết sức việc chăm sóc tại nhà, mở hết tất cả các bệnh viện công lập tư nhân, giúp giảm tải một cách hiệu quả. Vị lãnh đạo CDC Hà Nội chia sẻ. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.